Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Đề toán 2.000 năm lịch sử. Vào một ngày của năm 1796, tại trường đại học Göttingen của Đức, có một chàng thanh niên mới 19 tuổi, nhưng lại rất có năng khiếu về môn toán. Sau khi dùng xong bữa tối, anh bắt đầu giải 3 bài toán mà vị giáo sư đã cho riêng anh để giải trong ngày. Sau bữa nay, thầy giáo lại giao thêm cho mình một đề thế này. Chà, vậy là đã làm xong 2 đề, cũng không đến nỗi tệ ha. Chỉ dùng compa và một cây thước không chia độ để vẽ một hình có 17 cạnh. Đề này không dễ vượt qua chút nào. Có lẽ thầy giáo thấy ngày nào cũng hoàn thành bài tập một cách dễ dàng, nên lần này đặc biệt tăng độ khó lên đây mà. Đề bài thầy cho thiệt là bế tắc. Mình đã vận dụng hết mọi kiến thức toán học hiện tại mà vẫn không giải được. Không, mình nhất định phải giải được, không thể đầu hàng. Vậy là cuối cùng mình cũng đã giải được đề toán khó này rồi. Thầy giao cho em đề toán thứ 3, em đã phải làm tròn một đêm. Em đã phụ sự bồi dưỡng của thầy rồi. Bài này là do em làm thiệt sao? Đương nhiên rồi ạ. Nhưng có lẽ em còn kém cỏi, phải mất một đêm em mới giải được bài toán đó. Em có biết hay không, em đã giải được bài toán chưa ai giải được, và nó có lịch sử hơn 2.000 năm rồi. Archimedes không giải được, Isaac Newton cũng không giải được. Em lại có thể giải được nó trong một đêm. Em đúng là một thiên tài. Gần đây thầy đang nghiên cứu bài toán khó này. Hôm qua lúc chuẩn bị giao bài tập cho em, vì không cẩn thận nên đã kẹp mảnh giấy có ghi bài toán này vào trong phần bài tập của em. Nhiều năm sau, chàng trai này mỗi khi nhớ lại câu chuyện đó đều nói: nếu có người nói cho tôi biết đó là một đề toán khó, có lịch sử hơn 2.000 năm, chưa ai giải được, thì tôi sẽ không thể giải được nó trong vòng một đêm. Chàng thanh niên này chính là hoàng tử của các nhà toán học lừng danh Carl Friedrich Gauss. Trong cuộc sống, có rất nhiều khó khăn không thể khắc phục vì chúng ta phải chịu nỗi khiếp sợ về tâm lý. Nó đã hạn chế không cho chúng ta phát huy hết tiềm năng của mình. Có lẽ, có một số việc khi chưa biết rõ nó khó đến mức nào, chúng ta luôn có thể làm tốt hơn. Đó chính là điều mà người ta vẫn thường nói: kẻ không biết thì chẳng sợ gì cả.